cách ly Sài Gòn lại gặp được tất cả mọi người ở trên kênh của Lớp Đi Sài Gòn nha. Và buổi chiều ngày hôm nay ở cái video clip này thì đối diện tất cả mọi người thấy trong đó có một cái chùa tên là chùa Linh Chưởng. Thì bây giờ nó nằm trong một cái hẻm đó. Và hiện tại thì con đang đứng ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Nhưng mà trên bản đồ, trên cái map á, thì thấy cái đường vô cái chùa Linh Chưởng này nó lại là hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật đó. Nhưng mà ok, bây giờ con sẽ đi vào thẳng đối diện cái chùa đó và đi khám phá cái con hẻm ở phía trong đó, xem cuộc sống mọi người dân trong hẻm rồi người ta sinh sống là như thế nào nha. Chúc các cô chú anh chị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha mọi người. Bây giờ con sẽ đi băng qua đường vào cái chùa Linh Chưởng ở phía trong đó. Phía trước là có một cái cho thuê hoa cưới đó. Đây cho thuê hoa cưới nha, và đây là con đường chúng ta đi vào khu vực chùa Linh Chưởng. Đó, một ngôi chùa với kiến trúc nó rất là đẹp. Lùi lại tí xíu coi. Qua mé bên này đi. Đó. Cái lối kiến trúc khá là đẹp ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi dọc theo cái con hẻm này đi. Xem sẽ đi ra tới đâu. Ở đây để xem địa chỉ ở đây là số bao nhiêu nè. Nguyễn Đình Chiểu. Cái này cũng là một con hẻm nhỏ nhưng mà nó lấy số của đường Nguyễn Đình Chiểu luôn. Mé bên này là số, mé bên này là sẹt, có nghĩa là phía bên này là hẻm. Cái nhà này nhìn rất là cổ xưa với cái cổng có hình con sư tử. Ôi, rất là nhiều chó, hy vọng nó không cắn mình. Nó mà rượt một cái là Lớp Đi không biết chạy đi đâu luôn đó mọi người. À, 790 sẹt 9 đường Nguyễn Đình Chiểu, còn bên này thì là 145 sẹt 43 đường Nguyễn Thiện Thuật. Hẻm ở Việt Nam nhiều khi nó rối quá, không biết là nó thuộc cái đường nào luôn. Đúng rồi, hẻm 145 đường Nguyễn Thiện Thuật luôn nha mọi người. Trong này có một số cái ngôi nhà kiến trúc nó cổ dữ lắm luôn nè, chóc luôn. Và đi thẳng cái hẻm này á, thì nó sẽ đi cắt ngang đường Nguyễn Thiện Thuật nha mọi người. Đây có một cái bạn là hẻm 145 đường Nguyễn Thiện Thuật này, cấm đậu xe. Mình đứng giữa đường thấy ghê quá, xe đi ngang hút mình thiệt đó chứ. Hẻm này là 145 đường Nguyễn Thiện Thuật nha. Thơm quá. Trong hẻm nhỏ nhỏ vậy nhưng mà rất là nhiều món ăn. Rồi, như vậy là mình đặt tiêu đề cho cái video này là khám phá hẻm 145 đường Nguyễn Thiện Thuật. Ở đây có hủ tiếu màu viên, rất là thơm ngon luôn. Các cái loại chè nữa nè. Đây, chúng ta sẽ đi thẳng luôn cái con hẻm này nha. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Thiện Thuật nha mọi người. Đó, quẹo trái là chúng ta sẽ đi ra Phan Thanh Giản, nay là Điện Biên Phủ. Còn quẹo phải á,
đi ra đường Hồng Thập Tự khi xưa, bây giờ là huyện Thị Minh Khai. Con sẽ đi thẳng luôn ha. Đi thẳng qua bên hẻm luôn thì coi ở trong đó có bán cái món gì. Này có bán ốc. Rất là nhiều loại ốc. Thơm. Đi vấp nhầm cái lò than của người ta đang nướng ốc là tiêu luôn. Không có tiền đền. Nhiều món ăn chiều lắm nha. Một số cái ngôi nhà, khu vực có mấy ngôi nhà này nó rất là cũ kỹ đây nè. Ta khám phá một chút xíu cái hẻm này. Đó. Nhà ở đây bây giờ cũng còn rất là giống như ngày xưa luôn. Hầu như là người ta chưa có tu bổ lại nhiều. Khu vực này bán quần áo rất là nhiều, này là một cái chợ tự phát, không phải là cái chợ lớn. Đường Bàn Cờ sẽ cắt ngang ở khu vực này thì có cái chợ Bàn Cờ. Cô ở đây gọi là chợ gì á cô? À, chợ Bàn Cờ. Cảm ơn cô. Đây chợ Bàn Cờ luôn nha mọi người. À, thì ra là lớp Ly đã đi vô trong cái khu chợ Bàn Cờ nãy giờ rồi. Đó. Chúng ta đi thêm chút xíu nữa đâm thẳng ra phía ngoài kia nó sẽ là đường gì đây? Thì bán túi sách rất là nhiều. Phía trước có lẽ là đường Cao Thắng, không biết đúng không? Chúng ta thử đi xem một xíu ra ngoài kia xem coi nó là đường gì. Ở đây bán nhiều đồ quá nè. Áo jean, nón rồi quá trời luôn. Hôm nào lớp Ly sẽ đi một vòng khám phá cái khu chợ Bàn Cờ luôn nha. Hôm nay thì ở lớp Ly đang đi thẳng cái con hẻm này đâm xuyên qua chợ Bàn Cờ thôi. Bán nhiều đồ quá. Hôm nào mình đi dạo đây mình mua được. Đây là không thấy đường gì hết trời. Đường Bàn Cờ á, đúng rồi, đây là đường Bàn Cờ nha mọi người. Một cái ngôi nhà này nó rất là cổ kính ngày xưa rồi nè. Bây giờ lớp Ly sẽ đi thẳng luôn và chúng ta sẽ đi ra đường Cao Thắng. Những cái căn nhà, những cái con hẻm này chắc là khá là quen thuộc với tất cả mọi người. Tất nhiên sẽ nhìn lại một chút xíu phía sau. Phía trước mọi người đây là đường Cao Thắng nha, chúng ta sẽ đi ra đường Cao Thắng luôn. Đây cô bán cá viên chiên rồi. Rất là ngon, nhìn rất là thơm. Đi vòng vòng quay như vậy một chút xíu nữa đói luôn rồi về nhà ăn thật là nhiều. Xin gửi đến quý cô chú anh chị những cái hình ảnh này nha. Nó là một cái con hẻm, lớp đi xuất phát từ từ hẻm 145 đường Nguyễn Thiện Thuật đó, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Và bây giờ lớp Ly đang đi trên con hẻm 51 đường Cao Thắng và đối diện mọi người và đang nhìn thấy là lớp Ly sẽ đi ra đường Cao Thắng nha. Đó, và sẽ kết thúc cái video ở đây luôn. Hành trình khám phá một con hẻm từ đường này qua đường nọ và đi thông qua chợ Bàn Cờ luôn.
Và cái chợ Bàn Cờ là nằm ngoài dự kiến của lớp Ly nha mọi người. Tại vì lớp Ly không biết ở trên cái hẻm đó sẽ có cái chợ Bàn Cờ. Sorry tất cả mọi người. Thôi thì mình xem một chút xíu như vậy, rồi hôm nào lớp Ly sẽ quay hết cái chợ Bàn Cờ cho mọi người xem luôn. Đây có một cái ngôi nhà đầu đường Cao Thắng này, với cái lối kiến trúc cổ xưa. Rồi, đường Cao Thắng chiều Sài Gòn. Đó. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo trên kênh Lovely nha. Con xin phép kết thúc cái video của mình tại đây. Chiều rồi, bây giờ là phải về nhà nấu nướng ăn uống buổi tối thôi. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều sức khỏe. Cao Thắng nối dài là chúng ta sẽ đi ra Hồng Thập Tự. Ngày nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha mọi người. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những cái video sau.